Bình thường các bạn đi vườn thú bằng xe gì? Bằng tàu điện đúng không? Nhưng hôm nay em Cang sẽ được đi một chiếc xe hoàn toàn mới luôn. Xe này là xe gì em Cang hay không? Xe này là xe mô cầu đây. Đi, 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 đi. Bây giờ bọn mình đến chuồng thú đầu tiên nha. Nhìn thấy con gì đây chưa? Lạ phải không? Chưa nhìn thấy cái xe này bao giờ à? Đây, bạn Hiêu con cổ bạn ấy còn nhìn bạn còn lạ cơ này, ra đây. Đấy, đây là nhiều lắm. Cái này không ăn được đâu. Cái này là xe của em Cam đấy, không phải là đồ ăn đâu. Bạn Hiêu con cổ này cứ đòi ăn xe của em Cam này. Thử nha, thử một tí thôi. Đấy chưa, không ăn được. Các bạn ơi, ở đây là gia đình hiêu cao cổ đấy. Đây là hiêu cao cổ bố này, to và đen. Còn kia là hiêu cao cổ mẹ. Đấy, ở kia là hiêu cao cổ gì Cam ơi? Đấy, bạn bé bé kia chính là hiêu cao cổ con đấy. Bạn này, bạn ấy cứ nhìn cái chiếc xe của em Cam cơ, có ăn được đâu. Đây là xe mà. Bây giờ em Cam phải đi chuồng khác đây. Bye bye hiêu cao cổ nào Cam ơi. Bye bye hiêu cao cổ. Bye bye hiêu cao cổ nha. Bọn mình đi chuồng khác đây. Bye bye. Đi. Con gì mà ngồi cứng đường xe em Cam đi thế này? Ui, con này mồm to chưa Cam ơi? Đây là con gì nhỉ? Mà nó thò mỗi cái mồm mà lên trên mặt nước như thế này các cậu ơi. Nào, đi vào đây để mình xem nó là con gì nhá. Cam ngồi chắc chưa? Gì? Gì vậy nhỉ? Nó đang ăn quả bí ngô. Wow, cái mồm con hà mã này to thật đấy. Nó to hơn cả cô kia gấp mấy lần cơ. Còn phía bên dưới nước này, đố bạn Yến và em Cam biết đây là hà mã gì? Đây là hà mã cá sấu à? Không phải, hà mã mẹ và hà mã con. Ồ, đấy. Đúng rồi, nhìn bạn hà mã bé bé kìa. Ui, bạn ấy lặn giỏi chưa kìa? Lại còn bơi nữa. Bạn ấy lặn được á, thế nhưng mà bạn ấy không biết bơi đâu cậu ạ. Sao không biết bơi? Bạn ấy đang bơi kia còn gì? Đấy là bạn đang đi dưới nước đấy. Ở trong này cũng là một gia đình hà mã. Có hà mã bố, hà mã mẹ và hà mã con. Tin chiếc xe của em Cam tiếp tục lên đường hành trình rồi. Tiếp theo là mình sẽ đến nhà của bạn nào đây các bạn ơi? Ồ, chưa nhìn thấy bạn nào cả. Cam ơi, có bạn nào này? Ôi, to chưa? Có cái nhà to này. Đi ra đây, ra đây, ra đây. Bạn ơi, đi ra đây nhanh lên. Đấy, bạn ấy đang ra chỗ tớ này các cậu ơi. Đi ra đây nào. Bạn ấy vừa đi vừa vung voi kia. Chú voi con ở bản tôn à? Ui, bạn ấy ra chỗ tớ này, ra chỗ tớ này. Đi ra đây, ra đây, ra đây. Đây cơ mà, đây cơ mà. Nào, 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 ra đây. Bạn ấy đang ra chỗ mình này Cam ơi. Bạn này có hai cái nhà, Cam biết cái nhà này để làm gì không? Đúng rồi, cái nhà này để chiến đấu với kẻ thù đấy. Hôm nay em Cam có một gọi là một tiếng nói rất đặc biệt, đó là em Cam có thể gọi được các con động vật ra gần mình đấy các cậu ạ. Có tin không? Đấy, vừa nãy tớ gọi bạn Hiêu con cổ, bây giờ tớ gọi bạn voi rồi đấy. Bạn ấy đang chăm chú nhìn mình này. Thế thì chúng mình cần phải gọi bác sĩ đến giúp bạn rùa này thôi. Đây, để tớ khám bệnh cho bạn rùa này nhá. Nghe vào trên lưng này, ui, bạn rùa này to thế nhỉ. Hình như tim bạn này đập có vấn đề các cậu ạ. Để xem nào. Mà thân nhiệt bạn ý rất là nóng luôn. Đúng thật, 39 độ đây này các cậu ơi. Thế là bạn rùa này bị làm sao rồi? Bạn này bị ốm rồi, tớ không chữa được đâu. Bọn mình phải gọi cho bác sĩ thú y thôi. Bác sĩ lúc này sẽ vào kiểm tra xem các bạn rùa nhà mình bị vấn đề gì nhá. Tại sao mà người lại nóng như vậy? Hay bạn rùa này bị sốt mọc răng nhỉ? Đây, để chú bác sĩ này kiểm tra nhá. À, phải vuốt ve như thế thì bạn rùa mới nằm yên. Ôi, bạn rùa còn gật đầu này, đồng ý cho khám này. Đấy, tớ sờ lên lưng thoải mái luôn. Bác sĩ ơi, bạn rùa này bị làm sao vậy? Mà sao người bạn ấy nóng thế? À,
hóa ra là bạn bị bong một cái vẩy ở trên đầu các cậu ơi. Đúng rồi, lần sau đi đứng phải cẩn thận nha bạn rùa nha. Bạn đấy bị chảy mất một miếng da ở đầu rồi đây này. Sau khi chữa trị xong, các bạn rùa nhà mình có thể trở lại hoạt động bình thường rồi. Ở đây có một bạn rùa đang ăn cà rốt này. Tớ tưởng thỏ mới ăn cà rốt, chứ rùa lại cũng ăn cà rốt nhỉ. Bạn rùa thích ăn các loại hoa quả và rau củ. Thế còn bạn rùa vừa sốt đây này. Đúng rồi, bạn ấy ra chơi được bạn em Cam với tớ rồi này các cậu ơi. Wow, to thật đấy, đây là một con rùa khổng lồ đấy. À, bạn ấy định rủ mình thi chạy nhanh nhỉ? Ui giời ơi, rùa thì làm gì có chạy được mà đòi thi. Đi ra đằng này tiếp đi Cam đi. Ui, cái gì vậy? Đầu con gì đây này? Một con rắn. Không phải con rắn, con này nó có nhiều răng thế này cơ mà. Trông nó như kiểu là một con khủng long ấy các cậu ơi. Nhìn mắt nó này, hay là cá sấu nhỉ? Cá sấu thì không thể to như thế này được. Xem nào, không phận sự miễn vào. Là sao vậy cậu? Là có nghĩa là bên trong có động vật nguy hiểm các cậu ạ. Con gì mà lại nguy hiểm nhỉ? Tớ không biết được. Ui, đây mà là động vật nguy hiểm á các bạn ơi. Đây là một con rồng Nam Mỹ mà. Nó đâu có nguy hiểm đâu. Trông bạn rồng này trông rất là dữ tợn. Người thì toàn gai thôi. Thế nhưng mà bạn này, bạn ấy hiền lắm. Bạn ấy đang nằm để sưởi nắng đấy. Bây giờ anh với Cam sẽ chơi trò chơi tinh mắt. Đó là mình sẽ thi xem nhìn ai nhìn được nhanh những con vật nhất nào. Đi xem ở đâu có con vật nào. Ui, hai con miến. Đâu của nó kìa Trang ơi. Đâu đâu đâu. Kìa. Ui, người siêu dài luôn các bạn ơi. Anh nhìn thấy con vật nữa này. Cắt tay Cami. Đang nhìn thấy con gì chỉ cho anh. À, con này á. Con này là con rồng đấy. Nó đang ra đây này. Anh gọi nó ra này. Đâu đâu đâu. Ui, con sát đây luôn này. Kia nữa. Con này nó đang đến này. Đây nữa. Kia nữa. À, nó gật đầu với tớ này. Cam ơi, Nhím ơi, ở đây có ai đang múa này? Người gì mà trông lạ chưa? Đeo những cái mặt lạ trông rất là lạ. Lại còn có cả mặt màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu đen. Trang ơi, Cam ơi, lại đây mà xem này. Ở đây có nhiều cái con gì chưa? Con gì có? Đây này các cậu ơi. Đây là con thật hay con giả mà sao nó cứ nằm yên thế kia nhỉ? Đố các bạn biết con gì mà đang há mồm to như thế kia nhỉ? À, đây là con cá sấu đấy. Những con cá sấu đang nằm phơi nắng đấy. Thế còn phía này là một đàn cá sấu đang trèo lên bờ đây này. Ui, cá sấu bò lên bờ nhiều chưa? Cái đuôi dài chưa này. Rất nhiều con cá sấu luôn. Ở cái ao này à, tớ phải đếm mà có mấy chục con cá sấu luôn ý.